Sáng ngày 3 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự. Tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 đã ra mắt đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Đình Khang đã được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử khóa mới. Các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm các ông bà Ngọ Duy Hiểu, tái đắc cử, Phan Văn Anh, tái đắc cử, Thái Thu Sương, tái đắc cử, Huỳnh Thanh Xuân, tái đắc cử và Nguyễn Xuân Hùng. Tại phiên bế mạc Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng ngày 3 tháng 12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp các bộ ngành nghiên cứu, sớm thực hiện nội dung nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, nghị quyết số 101/2019/QH14, giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội, nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ một tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng đề xuất này nhằm hướng tới đảm bảo công bằng giữa thời giờ làm việc của người lao động ở khu vực cơ quan, hành chính nhà nước là 40 giờ một tuần và khu vực doanh nghiệp là 48 giờ một tuần, tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động, chăm sóc con cái, đảm bảo hạnh phúc gia đình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ Tết hàng năm vào thời điểm thích hợp, vì số ngày nghỉ này của nước ta đang thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới 5-6 ngày. Nghiên cứu bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, cụ thể nghỉ từ mùng 2 đến ngày 5 tháng 9, tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Ngày 3 tháng 12, ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên ISO, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo về việc cán bộ kiểm lâm của đơn vị tử vong trong khi tuần tra tại điểm nóng phá rừng. Theo báo cáo, vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 12, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Sơ bộ ban đầu, quyền trạm trưởng trạm kiểm lâm số 2 bị bắn vào người bằng súng hoa cải với 14 vết đạn. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ISO cho biết thêm, nạn nhân tử vong tại điểm nóng tuần tra, gần tuyến đường lực lượng kiểm lâm chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào khu bảo tồn thiên nhiên ISO. Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 12, đồng nghiệp thức dậy không thấy nạn nhân ở trạm. Lãnh đạo khu bảo tồn đã cử lực lượng tìm kiếm ông. Đến 15 giờ ngày 2 tháng 12, phát hiện nạn nhân đã tử vong trên rẫy ngô của người dân. Liên quan vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh và một số lãnh đạo thường đi chơi golf trong giờ làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới đây có báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc xử lý những cán bộ có vi phạm này. Báo cáo nêu rõ, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập cuộc họp có ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Ninh cùng các cá nhân liên quan. Tỉnh Bắc Ninh cũng thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 4 cán bộ lãnh đạo là các ông Đặng Trần Trung, Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn và Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Phong. Tỉnh Bắc Ninh sẽ xử lý kỷ luật hành chính các cá nhân liên quan trên, căn cứ hình thức kỷ luật của đảng, đảm bảo thống nhất toàn diện. Khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 12, tại chợ Khe Tre, ngôi chợ lớn nhất huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi rất nhiều hàng hóa. Thông tin ban đầu, một số tiểu thương đến chợ sớm đã phát hiện vụ cháy. Do đường xa, mưa to, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới tiếp cận được hiện trường. Ngọn lửa bao trùm toàn ngôi chợ, cột khói bốc cao, hàng hóa chìm trong biển lửa. Hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương và Hoàng Hải Minh đã có mặt hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khống chế đám cháy, khắc phục hậu quả. Khoảng 7 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Hoài Trâm, Bí thư Huyện ủy Nam Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ cháy cơ bản được khống chế, các đơn vị liên quan đang kiểm kê thiệt hại.